chào tất cả các bạn. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách quay steel wool. Đầu tiên mình sẽ chuẩn bị dụng cụ. Đây là steel wool. Đây là đồ đánh trứng. Và bây giờ mình sẽ bóc steel wool ra và nhét cái này vào trong đồ đánh trứng. Bỏ ra để nhét vào đây cho nó dễ dàng. Sẽ nhét